Hello mọi người, hôm nay review một tiệm bánh không kém ma râu phần xịn sò nè. Le Petit nằm ở số 115 Hồ Tùng Mậu, quận Nhất. Tiệm chiếm trọn một không gian rộng tại khu vực đất vàng của thành phố. Giá cả lẽ tất nhiên cũng phải giá thêm một chút vàng rồi. Các món nước có giá dao động từ 80 đến 100k. Các món bánh lại có giá đâu đó từ 45 đến 150k. Ở đây có phục vụ cả đồ mặn nữa nha. Tuy nhiên, mục tiêu hôm nay của mình là bánh và nước. Mình ghé tiệm vào dịp Tết và đón đầu Valentine luôn. Mâm lộc đầu xuân trước nè. Bánh có lớp vỏ phủ ngoài tan ngay trong miệng. Nổi bật trên tất cả là vị cam quýt, vị chua chua ngọt ngọt cân bằng cái béo ngậy của whipping cream. Phần bánh bông lan mềm, xốp xen kẽ với lớp mứt cam, bổ sung khẩu cảm và cũng để hài hòa tất cả chính là phần đế bánh quy giòn. Một món bánh ngọt mâm không tạo cảm giác chán ngán. Next, tiếp theo là bé trái tim cute này rồi, nhìn cưng lắm luôn. Vị chủ đạo của bé không gì khác chính là sô-cô-la. Chút đắng đắng kết hợp với vị ngọt vô cùng vừa vặn, thêm chút sắc và vị chua chua của sốt dâu. Phải chăng đây chính là vị của tình yêu? Đế bánh là sự kết hợp của sô-cô-la và bánh giòn á. Yummy yummy. Cuối cùng là món quà nhỏ màu hồng xinh xắn này đây. Dưa lộc đầu xuân, lớp vỏ phủ ngoài tan ngay trong miệng. Vị ngọt thanh thoát phảng phất đâu đây mùi hương của những trái vải chín mọng. Chiếc nơ cute mâm có cảm giác như là kẹo sữa dẻo mềm, nhìn kiêu quá. Bên cạnh phần bánh bông lan mềm, xốp và lớp mứt vải thơm ngọt. Lâu lâu là mâm trúng một hạt bánh sô-cô-la giòn tan, vô cùng kích thích vị giác. Yêu nhất bạn này. Mình có gọi một phần The Cloud và một phần cà phê sữa caramel macchiato muối hồng. Cá nhân mình thấy The Cloud có vị đậm đà và yummy hơn. Bạn kia dù hơi nhạt nhưng vẫn cảm nhận được xíu mặn mà của muối, cái béo béo của macchiato và hương caramel ngọt mà. Thật ra nó là giá giác vàng nhưng mình thấy cũng không đến nổi. Phần mua vừa bán mà. Khách ở đây ra vô nườm nượp. Bạn hỏi mình có quay lại và mâm bánh tiếp không? Có, review tới đây thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại nha.